Mỹ xin kính chào quý vị khán giả của VTV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 8 tháng 8 có những tin đáng chú ý sau. Business cộng đồng ở Hyde Park. Hôm thứ Bảy vừa qua, ngày 6 tháng 8, thì Hội Người Việt, Hội Phụ Nữ và các hội đoàn khác của Toronto đã cùng nhau tổ chức business cộng đồng tại Hyde Park. Đây là buổi business hàng năm của cộng đồng người Toronto và đặc biệt năm nay có sự tham dự của thị trưởng thành phố Toronto, ông John Tory. Đây là hoạt động business được tổ chức hàng năm để tạo dịp gặp gỡ, giao lưu và vui chơi trong mùa hè cho cộng đồng. Và như thường lệ thì buổi business năm nay được tổ chức tại Hyde Park, tọa lạc số 1873 Blue Street West, đã thu hút đông đảo người tham dự đến từ các hội đoàn như Hội Người Việt, Hội Phụ Nữ, Hội Người Cao Tuổi cùng rất nhiều gia đình người Việt đang sinh sống tại Toronto, đưa con em đến để tận hưởng dịp vui này. Đặc biệt, năm nay thị trưởng Toronto, ông John Tory cùng các khách mời, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, MP Michael Levis và Councillor Anthony Peruzza cũng đã đến tham dự, chia sẻ niềm vui cùng cộng đồng người Việt. Ông John Tory đã bày tỏ niềm hân hạnh khi được chứng kiến và tham gia hoạt động business này. Đồng thời, ông cũng đã gửi lời khen tặng tinh thần gắn kết của cộng đồng người Việt tại Toronto. Nhân dịp này thì VTV Canada cũng đã có một cuộc phỏng vấn ngắn độc quyền với thị trưởng John Tory để ông có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình về cộng đồng người Việt. Xin mời quý khán giả cùng đón xem một cuộc phỏng vấn này cũng như những hình ảnh sự kiện này trong phóng sự cộng đồng được phát trên VTV Canada, Unoport IPTV Channel 111 hoặc xem lại trên website www.thoibao.com. Cháy nhà ở Hamilton khiến cho 3 người chết, 7 người bị thương. Một đám cháy diễn ra ở thành phố Hamilton vào sáng sớm hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 8 và đã khiến cho 3 người bị chết, 7 người khác bị thương. Theo Sở Cứu hỏa thành phố, thì đám cháy đã diễn ra vào lúc 4 giờ 30 sáng hôm thứ Bảy ở căn nhà số 70 Niagara. Và khi các nhân viên cứu hỏa đến nơi, thì đám cháy đã lan sang căn nhà kế cạnh ở số 74 Niagara. Cũng theo Sở Cứu hỏa thì có 11 người sống trong hai căn nhà này. Trong 7 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì có 4 người lớn và 3 trẻ em. Sở Cứu hỏa chưa xác định danh tính của 3 người chết trong đám cháy này. Nhưng theo sự xác nhận của những người hàng xóm là một phụ nữ và hai em nhỏ, thiệt hại ước lượng là có đến 250.000 đô la. Nguyên nhân của đám cháy đang trong vòng điều tra của các nhà chức trách. Và theo các viên chức Sở Cứu hỏa thì họ đang điều tra xem căn nhà bị cháy có gắn máy báo động khói hay không. Một phụ nữ trẻ bị ung thư giai đoạn cuối, bị lấy trộm tiền trong bệnh viện. Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 8, thì một bà mẹ trẻ bị ung thư giai đoạn cuối đã bị trộm lấy mất 1.000 đô la trong bệnh viện. Cô Shira Precious Barron, 23 tuổi, đang nằm điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện Surrey Memorial ở thành phố Surrey của tỉnh bang BC. Trong 2 tuần trước, thì cô Barron đã thắng 300 đô la trong môn xổ số Stretcher Win và cô ta cũng lấy thêm 700 đô la từ máy lấy tiền ATM và dùng để trả tiền mướn nhà cho tháng tới. Cô giữ 1.000 đô la tiền mặt ở trong bệnh viện để chờ người bạn trai đến thăm, thì cô ta đã sẽ đưa tiền cho anh ta. Khi người bạn trai đến thăm vào ngày thứ Sáu 5 tháng 8, thì số tiền mặt 1.000 đô la đã không cánh mà bay, trong khi cô này hầu như không đi đâu ra ngoài trong những ngày qua. Cô Barron bị bướu ung thư từ cẳng chân và ung thư này đã lan đến thận. Các bác sĩ cho biết là cô ta chỉ sống tối đa thêm một năm nữa. Cô Barron có cho các phóng viên báo chí biết là cô muốn dùng thời giờ còn lại của đời cô để chăm sóc cho đứa con trai 2 tuổi rưỡi hơn là phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Đây không phải là lần đầu tiên mà bệnh nhân bị mất tài sản trong bệnh viện Surrey này. 5 tháng trước, thì một cụ bà 88 tuổi đeo cái nhẫn trong ngón tay và đã bị kẻ gian lấy mất. Theo các những người có chức trách nhiệm ở bệnh viện Surrey, thì trong các phòng bệnh không có gắn máy hình an ninh. Vì lý do riêng tư và các giới chức này đã khuyến cáo là các bệnh nhân nên để những đồ quý giá ở nhà. Gia đình bà Blanchett Barron hiện đã thiết lập một quỹ tài chính GoFundMe để giúp bà này có tiền trả tiền nhà và có tiền nuôi đứa con trai một khi bà này đã qua đời. Không có người trúng lô độc đắc 60 triệu đô la.
trong một cuộc xổ số Thomas diễn ra vào hôm thứ Sáu, 5 tháng 8, thì đã không có một người may mắn nào trúng lô độc đắc 60 triệu đô la. Trong 29 lô trúng, mỗi lô 1 triệu đô la, chỉ có 11 người trúng. 6 người ở tỉnh bang Ontario, 2 người ở Quebec, 2 người ở tỉnh bang miền Tây và 1 người ở tỉnh bang British Columbia. Trong khi các loại vé số ở Hoa Kỳ mà khi không có người trúng số thì lô độc đắc có thể gia tăng lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Và lô độc đắc Lotto Max giới hạn là 60 triệu đô la, cộng thêm nhiều lô 1 triệu đô la. Vì thế, vào lần xổ kế tiếp, ngoài lô độc đắc 60 triệu đô la, sẽ có 41 lô, mỗi lô trúng 1 triệu đô la. Thế vận hội Rio. Lễ hội khai mạc Thế vận hội Rio năm 2016 đã diễn ra vào buổi tối hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 8 ở cầu trường Maracana, thành phố Rio de Janeiro của Ba Tây. Đoàn lực sĩ Canada tiến vào cầu trường ở vị trí thứ 38, có 314 lực sĩ của đoàn tuyển thủ Canada, gồm có 186 nữ lực sĩ và 128 nam lực sĩ. Người cầm cờ là nữ lực sĩ Rosser Maslena, huy chương vàng Thế vận hội năm 2012 duy nhất của Canada. Theo các viên chức của Ủy hội Thế vận Canada, thì Canada hy vọng sẽ về trong 12 quốc gia hàng đầu trong số huy chương nhận được của kỳ Thế vận hội này. Một nghi can bị buộc tội làm ba cô. Theo những tin tức của Sở Cảnh sát Hoàng gia RCMP vừa loan báo, thì một người đàn ông ở thành phố Kelowna, tỉnh bang BC đã bị buộc tội đi tuyển lựa các phụ nữ và thiếu nữ ở 4 tỉnh bang ở Canada để buộc tội những nạn nhân hành nghề gái gọi. Nghi can tên là Simon Ray Park, 32 tuổi, còn có tên là Simon Rose, đã bị buộc các tội dụ dỗ phụ nữ làm nghề mại dâm, sống nhờ các dịch vụ sex, bạo hành tình dục, dụ dỗ các thiếu nữ dưới 18 tuổi. Có 9 nạn nhân tuổi từ 15 cho đến 20 tuổi ở các tỉnh bang BC, Quebec, Saskatchewan và Alberta đã đứng ra tố cáo. Theo cảnh sát viên Jess O'Donnelly của Sở Cảnh sát RCMP, thì Sở Cảnh sát khuyến cáo những nạn nhân khác của nghi can này liên lạc với cảnh sát. Mức thất nghiệp ở tỉnh bang Alberta lên đến mức cao nhất trong vòng 20 năm qua. Theo những công bố của Sở Thống kê Canada vừa phổ biến, thì tỷ lệ người thất nghiệp ở tỉnh bang Alberta trong tháng 7 năm 2016 đã ở mức 8.6%. Đây là mức thất nghiệp cao nhất ở tỉnh bang Alberta kể từ năm 1994 cho đến nay. Theo ông Todd Hitcher, kinh tế gia trưởng của công ty đầu tư ATB Financial, thì nền kinh tế của tỉnh bang Alberta đang ở trong tình trạng suy thoái và sẽ còn tệ hơn nữa trong những ngày sắp tới trước khi có thể tiến triển trở lại. Cũng theo kinh tế gia Hitch, thì với giá dầu thô vẫn ở mức 40 Mỹ Kim cho đến 50 Mỹ Kim một thùng, thì các công ty năng lượng và khai thác dầu khí ở tỉnh bang Alberta sẽ còn chần chờ không mướn thêm nhân viên. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố Calgary hiện nay là 8.6%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố Edmonton là 7.7%. Đám cháy rừng lớn ở thành phố Fort McMurray trong tháng 5 vừa qua thì cũng gây những sút giảm cho nền kinh tế tỉnh bang Alberta này. Trong vòng 12 tháng qua, thì tỉnh bang Alberta đã mất đi trên 100.000 công ăn việc làm. Cũng theo thống kê của Sở Thống kê Canada, thì trong tháng 7 vừa qua, trên toàn Canada đã mất đi 71.400 công việc toàn phần, trong khi có thêm 40.200 công việc bán thời gian. Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn Canada vào tháng 7 vừa qua là 6.9%. Một trung tá quân lực Anh bị buộc tội bạo hành tình dục một nữ sĩ quan Canada. Theo những tin tức vừa phổ biến hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 8, thì cảnh sát thành phố Kingston, tỉnh bang Ontario vừa buộc tội một trung tá trong quân lực Anh về tội bạo hành tình dục một nữ sĩ quan Canada. Vụ bạo hành tình dục đã xảy ra từ tháng 4 vừa qua tại một khách sạn ở thành phố Kingston, nhưng mãi đến bây giờ thì cảnh sát mới công bố cái chi tiết. Theo bản báo trạng, thì nghi can được trải qua Canada trong những nhiệm vụ tạm thời với quân lực Canada. Sau một cuộc họp tại trại binh Fort Frontenac, nghi can Christopher Davis, 45 tuổi, đã theo một nữ sĩ quan 52 tuổi của quân lực Canada về phòng riêng ở khách sạn và bạo hành tình dục nạn nhân. Nghi can được tạm thả tự do nhưng thẻ thông hành đã bị tạm giữ, chờ ngày nghi can phải ra tòa vào ngày 15 tháng 9 sắp đến. Cảnh sát thành phố Ottawa truy tầm kẻ vỗ mông phụ nữ.
Trong hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 8 thì một người phụ nữ đạp xe đạp trong thành phố Ottawa đã bị một người đàn ông cũng đạp xe đạp chạy ngang vỗ vào mông. Theo lời bà Mary Helen Villanvilles, 36 tuổi thì vào buổi sáng hôm thứ Năm, bà đạp xe đạp đi làm trên đường Lyon gần đường Wellington vào lúc 7 giờ 45 sáng thì bất ngờ có một người đàn ông đạp xe đạp vượt bà này và vỗ vào mông bà ta, sau đó tiếp tục chạy. Bà Villanvilles nổi giận vì cái vỗ mông bất ngờ đã đạp xe đuổi theo và bắt kịp ông này ở đèn đỏ ở đường Laurier. Bà này lên tiếng đối chất với nghi can thì ông ta bảo là ông ta vỗ mông bà này vì bà này đạp xe chậm quá. Bà Villanvilles đã dùng cell phone chụp hình nghi can và cung cấp những hình ảnh này cho cảnh sát thành phố với hy vọng là cơ quan này sẽ kiếm ra kẻ bạo hành bà. Công ty viễn thông Bell Canada tiếp tục thâu thêm lợi nhuận. Trong hôm thứ Năm ngày 4 tháng 8, thì công ty Bell Canada vừa cho công bố số lợi nhuận trong tài khoá 3 tháng thứ nhì của năm 2016. Trong 3 tháng này, thì tính đến cuối tháng 6, công ty Bell Canada đã thu vào 778 triệu đô la, gia tăng 2.5% so với tài khoá cùng thời gian năm ngoái. Cũng trong 3 tháng qua, thì công ty Bell Canada có thêm 69.848 khách hàng sử dụng hệ thống điện thoại không dây. Hiện nay ở Canada, có 3 công ty viễn thông lớn đang cạnh tranh nhau trong việc thu nhận thêm khách hàng dùng wireless. Thì ngoài công ty Bell Canada, còn có công ty Georgia Communication and Thales Corp. Và ở mức là 510-600 ngàn đô la. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức Canada ngày 8 tháng 8. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và chương trình sẽ được tiếp tục với bản tin thế giới ngay sau phần thông tin của các nhà bảo trợ cho chương trình.